Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây là phần tiếp theo. Đó là phần thứ 9 trong phần tiếp theo của hậu quả của việc không dạy toàn bộ lịch sử thế giới, cắt xén và diễn dịch sai lạc những sự kiện lịch sử. Việc loại bỏ môn lịch sử thế giới, việc cắt xén quá nhiều sự kiện lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại trong chương trình học, và việc diễn dịch sai lạc bóp méo lịch sử trong sách giáo khoa đã xảy ra hậu quả hết sức trầm trọng đối với những lớp thanh niên tiếp nhận nền học vấn trong chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ như vậy. Tình trạng này đã khiến cho những lớp mà người sinh ra và lớn lên trong thời Liên minh Pháp Vatican thống trị Việt Nam năm 1885 đến 1945, cũng như những người sinh ra và lớn lên ở trong vùng mà Liên quân xâm lăng Pháp Vatican tạm chiếm năm 1945 và năm 1954, và những người sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975 không biết gì về lịch sử thế giới và hiểu biết sai lạc về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Trong bài viết Những đứa con hoang, chúng tôi đã ví những người không biết gì về quốc sử giống như những đứa con hoang trong cộng đồng dân tộc, và những người không biết gì về lịch sử thế giới giống như những đứa con hoang trong cộng đồng nhân loại. Điển hình là cho cả hai loại người con hoang này là tín đồ Gia Tô cuồng tín. Xin nhấn mạnh yếu tố cuồng tín. Tình trạng này sẽ dẫn đến những hậu quả trực tiếp là làm mất tình yêu nước vì không biết quốc sử trong lòng họ và không biết gì về những chặng đường tiến hóa của nhân loại. Đây là chủ trương của giáo hội La Mã, vì rằng người dân càng không có tình yêu nước và càng không biết gì về những chặng đường tiến hóa của nhân loại thì họ càng dễ dàng tin tưởng vào những tín lý Kitô hoang đường nhảm nhí và những lời dạy bịp bợm của giáo hội. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng, một, những người không có lòng yêu nước thì sẽ dễ dàng bị lôi cuốn bởi những miếng mồi vật chất, danh vọng và quyền lực, rồi lao đầu chạy theo những miếng mồi này mà rơi vào tình trạng chống lại tổ quốc và dân tộc. Đây là tình trạng của tín đồ Gia Tô mà giáo hội La Mã đã có đủ chủ tâm biến họ thành hạng người như vậy bằng một những phương cách hết sức tinh vi để lợi dụng chống lại tổ quốc và dân tộc gốc của họ. 2. Không biết lịch sử thế giới thì không nhìn thấy rõ bộ mặt thật ghê tởm của giáo hội La Mã với những rặng núi tội ác cao chất ngất và trùng trùng như hàng chục rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Chính vì những rặng núi tội ác này mà kể từ năm 1994, giáo hoàng John Paul đệ nhị đến bất kỳ quốc gia nào, nạn nhân nào của giáo hội cũng phải xin lỗi lia lịa. Tính ra có cả trên 100 lần, thế cũng chưa đủ. Ông còn cho tổ chức một buổi đại lễ vô cùng trọng thể vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000 ở công trường Ferro tại kinh thành Roma, để chính ông và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican đứng ra cáo thú tội ác với Chúa trước hàng trăm triệu người dân trên khắp mọi nơi trên thế giới, hoặc là trực tiếp chứng kiến tại chỗ hoặc là qua các kênh truyền hình. Sự hậu quả của việc không biết lịch sử thế giới và hiểu biết sai lạc lịch sử Việt Nam. Vì không biết gì về lịch sử thế giới và vì hiểu biết sai lạc về lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại, cho nên mới có rất nhiều ông hoạt động chính trị hay làm cách mạng đánh đuổi liên minh đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican đã rơi vào tình trạng quờ quạng giống như những người đi trong sương mù ở một nơi xa lạ mà lại không biết sử dụng bản đồ. Tình trạng này thể hiện ra rõ rệt vào khi họ tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất đất nước của tổ quốc, hoặc là khi họ viết ra trong tác phẩm của họ văn bia, hoặc là khi họ tuyên bố những lời văn tế có liên hệ đến lịch sử thế giới hay lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Dưới đây là một số trường hợp mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Một, ông Việt Quốc Nghiêm kế tổ
chỉ trích và lên án những biện pháp mạnh của chính quyền Việt Nam đối với giáo hội La Mã với giọng điệu tội nghiệp và bênh vực cho cái đạo giáo mà Văn Hào Voltaire gọi đó là cái tôn giáo ác ôn. Dưới đây là nguyên văn lời lẽ nhà cách mạng Việt Quốc dốt lịch sử của họ nghiêm viết: đối với giáo hội Gia Tôn, lực lượng có tổ chức chặt chẽ, Việt Minh cũng không tha, khẩu hiệu thì lương giáo đoàn kết, nhưng được thực hiện bằng cấm mở trường thần học của giáo hội, bằng đổ lỗi cho các cha cố đã làm gián điệp cho ngoại bang, ép họ vào tội tàn trữ khí giới bất hợp pháp. Khẩu hiệu đại đoàn kết của Việt Minh chính là mầm chia rẽ giữa đảng phái, giữa tôn giáo, giữa mọi tầng lớp nghèo nàn Việt Nam. Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng, ông Nghiêm kế tổ gia nhập đảng Việt Quốc với mục đích đánh đuổi quân cướp ngoại thù đang giày xéo non sông để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc mà lại không nhận diện được kẻ thù là ai. Không nhớ lời đại tướng Eisenhower đã nói: kẻ thù của kẻ thù là bạn, và bạn của kẻ thù là kẻ thù. Vì không nhận diện được kẻ thù, không biết giáo hội La Mã là một thành phần trong liên minh Pháp Vatican, còn có chủ trương đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta và cùng chia nhau lợi nhuận. Cho nên ông Việt Quốc họ Nghiêm này mới viết đoạn văn trên đây. Âu cũng là do ông không biết gì về lịch sử thế giới, không biết gì về bộ mặt thật của giáo hội La Mã, mà chỉ biết là A Du hồ theo bọn phong kiến phản động mưu đồ đem tên Việt Giang Bảo Đại lên ngai vàng với giả tâm phục hồi vương quốc cho nhà Nguyễn để làm tay sai cho Vatican giáo hội La Mã, cho nên mới xảy ra tình trạng bi đát như vậy. Thật là tội nghiệp cho ông và tội nghiệp cho đảng Việt Quốc, tội nghiệp cho đảng Việt Cách đã liên minh với đảng Việt Quốc, và tội nghiệp cho dân ta lại có những chính đảng như vậy. 2. Không nhìn thấy chế độ quân chủ phong kiến đã lỗi thời mà nhân dân thế giới đã đào sâu chôn chặt từ cách mạng Pháp năm 1789. Vì thế họ mới hò nhau bơi ngược dòng lịch sử mưu đồ đưa Bảo Đại, một ông hoàng bất tài ăn chơi, hoang đàn mà các nhà triết, các nhà viết sử gọi là Playboy đã thoái vị, lên nắm chính quyền để đối đầu với chính phủ do cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo. Sự kiện này được sách sử khảo luận rõ ràng như sau: nhóm Quốc dân đảng của ông Vũ Hồng Khanh, Nghiêm kế tổ, Nguyễn Trường Tam v.v. đời thành lập một chính phủ liên hiệp kháng chiến với Vĩnh Thụy làm chủ tịch. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức ở đường Gambetta cũ, hoan hô, cố vấn và đòi ông ra cầm quyền. Tình trạng bi thảm như trên của ông Việt Quốc và Việt Cách trong những năm 1945-1946 là do hậu quả không biết toàn bộ lịch sử thế giới và không nắm vững lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Vì thế họ mới không biết gì những việc làm tội ác của giáo hội La Mã đã từng làm cho nhân dân Âu Châu điêu đứng khốn khổ trăm bề, và không biết gì về vai trò của giáo hội La Mã trong các cuộc chinh phục đất đai ngoài Âu Châu làm thuộc địa của các đế quốc thực xâm lược Âu Châu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, mà Việt Nam là một trong những quốc gia nạn nhân rồi trở thành thuộc địa liên minh Pháp Vatican cho mãi đến năm 1945. Nhưng mãi đến năm 1954 mới dứt được đế quốc Pháp, nhưng Vatican vẫn còn cố đấm ăn xôi, quay ra cấu kết với siêu cường Hoa Kỳ chiếm giữ miền Nam Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. B. Không nhận thức được trào lưu tiến hóa của nhân loại, cho nên họ mới hò nhau lao đầu vào công việc công kênh đưa ông Đà Bảo Đại lên cầm quyền để phục hồi đế quyền và nhà Nguyễn và tái lập cái ách quân chủ chuyên chế lỗi thời lên đầu nhân cổ nhân dân. Và trong khi nhân dân thế giới đã cương quyết đào sâu chôn chặt nó từ cách mạng tháng Pháp năm 1789. C. Không nhìn ra Vatican là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, và cũng không nhìn ra giải pháp Bảo Đại là do Vatican chủ mưu, cho nên họ mới lên án chính quyền Việt Minh về chính sách dùng biện pháp mạnh đối với giáo hội La Mã
như ông Việt Quốc Nghiêm Kế Tổ đã nói rõ như trên, rồi hăng say và nhiệt liệt cổ võ giải pháp Bảo Đại. 3. Tất cả tín đồ Gia Tô và những người đã tiếp nhận nền học vấn qua chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ do Giáo hội La Mã chủ trương đều không biết gì về lịch sử thế giới và hiểu biết rất sai lạc về quốc sử, đặc biệt là những sự kiện lịch sử trong thời cận và hiện đại. Hậu quả của tình trạng này đã khiến cho họ A. khinh thường môn lịch sử và những người hành nghề dạy sử, thù ghét những người viết sử, chọn những đề tài có liên quan đến tội ác của Giáo hội La Mã. Chính vì vậy mà họ mới chỉ mũi dùi vào nhà viết sử chân chính để viết về lịch sử Giáo hội La Mã hay viết về những việc làm tội ác của cái tôn giáo ác ôn, để dèm pha, sỉ vả và chửi bới bằng đủ mọi thứ ngôn từ hạ cấp của phường Đá Cá Lăng Dừa, đúng theo truyền thống của cái giáo hội khốn nạn của họ. Cũng vì thế mà người viết và anh em trong nhóm Giao Điểm đã trở thành nạn nhân của họ và bị họ chiếu cố khá kỹ. B. Mỗi khi đề cập mà đến vấn đề gì có liên quan đến lịch sử là họ loạn quạng, viết ẩu, viết càn, viết láo, viết bạc mạng, bóp méo hay xuyên tạc sự thật lịch sử để hoặc là chạy tội cho Giáo hội La Mã, hoặc là chạy tội cho bọn tín đồ Gia Tô bản địa phong bản phản quốc, hoặc là tân bốc tòa thánh Vatican như chúng ta đã thấy họ tân bốc tòa thánh một cách vô cùng trơ trẽn đến nỗi có những linh mục nói rằng tòa thánh đánh rắm cũng khen thơm, và tân bốc tín đồ Gia Tô bản địa làm tay sai đắc lực cho Giáo hội La Mã. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự kiện này là những trường hợp ông Gia Tô Lữ Giang viết trong cuốn Những bí ẩn lịch sử đằng sau cuộc chiến Việt Nam California năm 1999. Nguyễn Văn Chức viết trong cuốn Việt Nam Chính Sử. Linh Mục Vũ Đình Hoạt viết trong cuốn Bộ sách Việt Nam Tôn giáo Chính trị. Nguyễn Gia Kiển viết trong cuốn Tổ quốc ăn năn. Nhóm âm Lê Hữu Mục, Nguyễn Gia Đệ, Bằng Phong, Phạm Xuân Thu và Trần Trung Lương viết cuốn Trần Lục. Nhóm các ông mà Dương Nghị, Nguyễn Châu, Lương Văn Toàn, Lê Hữu Phú và Hoàng Đức Phương viết trong cuốn Việt Nam cuộc chiến tranh quốc gia cộng sản. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn tuyên bố bậy bạ trong cuốn Băng Văn Nghệ Parivanai số 81 và viết trong cuốn Sống Đạo Đông Kinh Tân Văn năm 2003. Nhiều người tự nhận là tri thức dù không phải là tín đồ Gia Tô cũng rơi vào tình trạng này. B. Hậu quả của cuộc độc kế chia để trị và chính sách ngu dân. Độc kế chia để trị và chính sách ngu dân của Vatican còn để lại cho dân ta nhiều hậu quả vô cùng nguy hại với khá nhiều dị lụy khác nữa. Chẳng hạn như người dân bị ảnh hưởng không còn một chút động tâm trước cảnh đất nước bị xé nhỏ ra làm nhiều mảnh nhỏ, rồi biến thành những tiểu quốc chống đối nhau, tạo cơ hội cho các thế lực ngoại cường nhảy vào cưỡng chiếm và thống trị. Và tín đồ Gia Tô cuồng tín hoàn toàn mất hết lòng thiết tha với dân tộc và tổ quốc, vong bản phản quốc. Chỉ biết có tòa thánh Vatican mà họ coi là nước chúa của họ, và chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của Giáo hội La Mã bất kể là phản lại dân tộc và phản lại tổ quốc. Cũng vì thế mà trong lòng mọi người tín hữu Gia Tô đều ngầm mang cái ý niệm về trật tự trên dưới nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô Tổng thống. Nguyễn Ngọc Ngạn, sách Đại Dẫn trang 18, và thà mất nước chứ không thà mất chúa. Một người dân bị ảnh hưởng không còn một chút mà động tâm trước cảnh đất nước bị xé nhỏ ra thành nhiều mảnh vụn. Ngay sau khi tới Sài Gòn, cao ủy Đông Dương, cựu linh mục của Giáo hội La Mã liền tiến hành kế hoạch xé nước Việt Nam ra làm nhiều mảnh. Việc đầu tiên là tách rời Nam Kỳ ra khỏi nước Việt Nam và thành lập nước Cộng hòa Nam Kỳ, rồi cho ra đời chính phủ lâm thời Nam Kỳ do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm thủ tướng. Sau đó
ông cựu linh mục giữ chức vụ cao ủy Đông Dương này lại cho thành lập nước Cộng hòa Tây Kỳ ở miền Nam Trung Bộ, nước Cộng hòa Thái ở miền Tây Bắc Bắc Bộ và mưu đồ thành lập nước Cộng hòa Nùng ở miền Đông Bắc Bắc Bộ. Sự kiện này được sách Những năm tháng không thể nào quên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi nhận như sau. Vài ngày sau, những vụ khiêu khích mới lại nổ ra ở dọc biên giới Việt Hoa. Mùng 10 tháng 8 năm 1946, quân Pháp vô cớ tấn công bộ đội ta ở Tiên Yên, Đầm Hà. Ngày 13, chúng đưa bọn thổ phỉ về đóng lại tại Lạng Sơn. Chúng khiêu khích đồng bào ta ở Vịnh Hạ Long và vùng ven biển Hồng Gai. Cùng thời gian này lại có tin quân Pháp từ Sơn La tiến xuống phía Nam. Không lâu trước đó, Agen Liêu đã để lộ ý đồ muốn lập ngay tại miền Bắc một nước Cộng hòa Nùng Thái cùng một mà kiểu với nước Cộng hòa Tây Kỳ ở Tây Nguyên. Những hoạt động của địch vùng cùng lúc này xảy ra chạy dài trên biên giới từ vùng biển đến miền núi từ Đông sang Tây, nói lên âm mưu này đang bắt đầu. Sách Việt Khảo Luận cũng viết: A. Công bố Nam Kỳ Quốc 27 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 1946. Sau khi ở Hà Nội về, Đốc Aken Liêu liền cho trình diễn tấm tuồng đã định trước và lại cho trình báo từ tháng 4 về Paris. Ngày 25 tháng 5 năm 1946, luật sư Bezat, chủ tịch hội đồng tư vấn Nam Kỳ, biên thư lên cao ủy Đông Dương xin cho phép thành lập một Cộng hòa Nam Kỳ ngang với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Bắc Kỳ, nghĩa là có tính chủ chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng và tài chính riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Ngày 5 tháng 6 năm 1946, Tổng trưởng Mao Tết gửi điện tín cho Đốc Gen Liêu hay rằng Hội đồng Liên Bộ họp ngày 4 tháng 6 năm 1946 chấp thuận cho ông về chính sách ở Nam Kỳ, đồng ý rằng phải có một cuộc chính phủ Nam Kỳ để tự trị, để bảo vệ quyền lợi dân tộc Nam Kỳ. Chỉ cần rằng chính phủ ấy không có vẻ là sáng tạo bởi chính quyền Pháp để làm bình phong cho nước Pháp. B. Thành lập Tây Kỳ Quốc 27 tháng 5 đến 27 tháng 6 năm 1946. Ngay khi trước khi bế mạc hội nghị Đà Lạt, Đốc Angeliu đã biên thư ngày 8 tháng 5 năm 1946 cho Lách yêu cầu tiến chiếm nốt vùng cao nguyên Trung Kỳ. Lách chú thích vào lá thư: lúc nào ta muốn cũng có thể, song hiện nay có nên gây thêm khó khăn với Việt Nam không? Ngày 27 tháng 5 năm 1946, tức là cùng ngày cho thành lập Nam Kỳ Quốc, Aken Liêu ký một sắc vụ thành lập thủ ủy nhiệm kỳ dân tộc miền núi ở Nam Đông Dương. Rồi ngày 21 tháng 6 năm 1946, ông ra lệnh cho tướng Lách Lách phải cho hai đoàn thiết giáp đi chiếm hai tỉnh Pleiku và Kon Tum, tiến đến quá đèo An Khê mới ngừng. Thế là toàn thể vùng cao nguyên ở Nam Trung Bộ biến thành một nước mọi thuộc Pháp và người Việt gọi là Tây Kỳ Quốc. Vào khoảng đầu năm 1949, Liên minh Pháp Vatican còn cho tiến hành kế hoạch tách rời giáo khu Phát Diệm và giáo khu Bùi Chu ở Bắc Bộ thành hai giáo khu tự trị. Đây là bước đầu chuẩn bị cho âm mưu biến hai giáo khu này thành hai tiểu quốc theo đạo Gia Tô. Người viết đã tiếp xúc rất nhiều người Việt Nam nằm trong lớp người tiếp nhận nền học vấn của họ trong thời kỳ năm 1954 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam và gợi ý về tình trạng đất nước trong thời kháng chiến năm 1945 đến năm 1954 bị xé nhỏ ra làm nhiều mảnh vụn như đã nói ở trên, để tìm hiểu về cảm nghĩ của họ đối với những việc làm nghiêm trọng như vậy. Kết quả được biết là hầu hết họ thản nhiên không tỏ ra một chút xúc động nào cả, và cũng không biết rằng
việc xé nhỏ đất nước ta làm nhiều mảnh nhỏ như vậy là một việc làm hết sức thâm độc, nguy hại đến sự tồn vong của dân tộc và tổ quốc. Tệ hơn nữa là ngay cả khi họ biết rõ việc chia cắt đất nước như vậy sẽ nguy hại đến sự tồn vong của dân tộc và tổ quốc, họ cũng vẫn tỉnh bơ thản nhiên và đình chân như vậy. Cái truyền thống quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách đã thấm nhập vào từng tế bào trong cơ thể người dân Việt, quả thật là đã bị độc kế ngu dân và chính sách chia để trị của giáo hội La Mã tẩy xóa hết, không còn một chút gì trong con người họ nữa. Tình trạng này đối với tín đồ Gia Tôn lại càng tệ hơn nữa, nhất là khi nêu lên biến cố xảy ra vào cuối thập niên 1940. Việc hai giáo khu Phát Diệm và Bùi Chu tách rời ra khỏi chính quyền quốc gia trong chế độ quốc trưởng Bảo Đại, trở thành hai giáo khu tự trị và là bước đầu để chuẩn bị biến thành hai vương quốc Kitô, thì họ chẳng những đã không có một chút mảy may xúc động mà còn tỏ ý tán thành một cách tích cực và hân hoan sung sướng mong được như vậy. 2. Tín đồ Gia Tô cuồng tín hoàn toàn, mất hết lòng thiết tha với dân tộc và tổ quốc. Độc kế chia rẽ để trị và chính sách ngu dân của giáo hội La Mã còn để lại cho dân tộc ta nhiều di lụy khác nữa hết sức trầm trọng. Một trong những di lụy này là tình yêu nước trong lòng tín đồ Gia Tô người Việt cuồng tín đã bị hủy diệt hoàn toàn. Di lụy này còn trầm trọng và nguy hiểm hơn tất cả các di lụy khác gây ra bởi độc kế ngu dân và giáo dục người sọ. Bằng chứng là hầu như tất cả tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt không còn biết gì đến tình yêu tổ quốc Việt Nam, không còn biết gì đến tình tự quê hương và dân tộc. Họ luôn luôn đặt quyền lợi của Tòa Thánh Vatican hay Giáo hội Vatican và Giáo hội La Mã lên trên hết và sẵn sàng triệt để tuân hành luyện trình của Vatican để làm tay sai cho các đế quốc thực dân xâm lược liên minh với Vatican chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Để bảo vệ quyền lợi của Vatican, tất cả những ngôn từ mà họ sử dụng như tổ quốc, dân tộc, ái quốc, dân chủ, tranh đấu cho nhân dân, dân chủ tự do, tranh đấu cho tự do tôn giáo chỉ là những trò hề bịp bợm của Tòa Thánh Vatican ở hậu trường đạo diễn và mớm cho họ phát ngôn và hành động theo lệnh truyền của các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của Giáo hội La Mã mà thôi. Ngay cả cuộc vận động người Việt hải ngoại tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc về hành động xâm lăng mấy hòn đảo Trường Sa diễn ra ở London vào ngày 22 tháng 12 năm 2007 và các thành phố lớn ở lục địa Âu Châu cũng như ở Bắc Mỹ trong những ngày kế tiếp, bọn cán bộ tuyên truyền của Vatican cũng có giả tâm vận động hủy bỏ quốc kỳ Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Hủy bỏ lá cờ đỏ sao vàng tức là hủy bỏ công nghiệp đánh tan liên minh đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập tự do dân tộc và hủy bỏ các công nghiệp đánh tan liên minh Mỹ Vatican mang lại nền thống nhất cho đất nước. Đọc lịch sử nước nhà ai cũng biết rằng lá cờ đỏ sao vàng đã từng chìm nổi với toàn thể nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1940 cho đến ngày nay. Lá cờ này luôn luôn có mặt và ngạo nghễ tung bay trong hai cuộc chiến hào hùng đánh đuổi liên quân xâm lăng Pháp Vatican để đòi lại núi sông cho dân tộc và đánh đuổi liên minh xâm lược Mỹ Vatican để hoàn thành sứ mạng lịch sử đòi lại miền Nam từ trong tay giặc mang lại thống nhất cho đất nước. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, nhân dân thế giới nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng đều kính phục vì đó là biểu tượng cho cả một dân tộc anh hùng đã đánh tan được liên minh thánh Pháp Vatican, làm cho đế quốc Pháp hùng mạnh, một cường quốc đồng minh thắng trận với rất nhiều cuộc thuộc địa ở khắp nơi trên thế giới lần lần bước vào giai đoạn suy tàn và xuống dốc thảm thương. Mất hết các thuộc địa của các châu Phi, châu Mỹ, châu Á và suy nhược thua cả các nước phe trục bại. Bại trận là Đức và Nhật.
Sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng được nhân dân thế giới kính phục nhiều hơn nữa và đã ngạo nghễ sánh vai cùng với gần 200 quốc kỳ của gần 200 quốc gia khác tại trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York. Nhân dân khắp nơi trên thế giới mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là người ta nghĩ ngay đến người Việt Nam anh hùng, một dân tộc đáng kính phục. Và ngược lại, mỗi khi người nước ngoài gặp người Việt Nam là nghĩ ngay đến nước Việt Nam kiên cường và anh dũng với lá cờ đỏ sao vàng. Chứ chẳng có người nước ngoài nào lại nghĩ rằng nước Việt Nam là dân tộc Việt Nam oai hùng với chính quyền Bảo Đại và các chính quyền miền Nam thối nát với lá cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho nhóm người vong bản phản dân tộc Liên minh Pháp Vatican và Liên minh Mỹ Vatican đưa lên cầm quyền để làm tay sai cho họ. Thật vậy, trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiền dân ta phải trải qua nhiều thế hệ đã liên tục nối tiếp nhau đứng lên quyết tâm liều chết đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp Vatican với hy vọng đạt được những công nghiệp như trên. Từ cụ Trương Công Định đứng lên phất lá cờ chống giặc cứu nước cho đến các vị anh hùng nghĩa sĩ khác nối gót theo sau như Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ki, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Hữu Huân, Thủ Khô Huân, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Cao Thắng, Trịnh Văn Cấn, Lường Văn Cang, Lương Ngọc Quyến, Phạm Hồng Thái, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Cô Bắc, Phan Bội Châu, vân vân. Nhưng tất cả chỉ có tâm, có chí, chỉ thành nhân mà không thành công. Mãi cho đến khi mặt trận Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh xuất hiện cùng với lá cờ đỏ sao vàng, dân ta mới thành công đánh tan được Liên minh Pháp Vatican, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Và mới đánh tan được Liên minh Mỹ Vatican, khiến cho Mỹ và cuốn gói ra đi, và nước nhà mới được thống nhất. Nhờ vậy nước ta mới có chỗ ngồi ngang hàng với các quốc gia khác trong cộng đồng nhân loại, mà rõ ràng nhất là tổ chức Liên Hiệp Quốc. Và gần đây nhất là được lên tiếng dùng ngày dùng ngày 27 tháng 12 là ngày tiêm chủng quốc tế gì đó, vừa rồi mới đăng báo đó. Không dễ dàng đâu. Được như vậy là nhờ mặt trận Việt Minh xuất hiện cùng với lá cờ đỏ sao vàng đã kiên trì chiến đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc từ đầu thập niên 1940 cho đến ngày nay. Được như vậy mà phải gục mặt xuống đòi hủy bỏ lá cờ đỏ sao vàng, tức là tỏ ra vô ơn đối với mặt trận Việt Minh, vô ơn đối với hàng triệu anh hùng khác đã đi theo mặt trận Việt Minh hay hy sinh sống hay mạng sống để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, vô ơn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam đã tích cực đóng góp công của và tích cực tham gia vào hai cuộc chiến đánh đuổi Liên minh Pháp Vatican và Liên minh Mỹ Vatican để hoàn thành sứ mạng lịch sử mang lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho đất nước và vinh quang cho Tổ quốc. Là những người Việt Nam bình thường sống theo nền đạo lý cổ truyền của dân tộc, không có người nào lại có thể làm được như vậy. Chỉ có những kẻ gục đầu đi trên bốn chân, chỉ biết tuyệt đối trung thành với Tổ Thánh, chỉ biết triệt để tuân hành những lệnh truyền của các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của Giáo hội La Mã. Những quân Việt gian phản quốc đã từng bán nước cho Pháp và cho Vatican, cho Mỹ, và những hạng người ngu xuẩn đến cùng cực của ngu xuẩn mới đòi như vậy và làm như vậy. Độc giả hãy điểm mặt những kẻ đã và đang đòi hủy bỏ lá cờ sao vàng để xem chính họ hay ông cha họ có thuộc vào trong một những thành phần nêu lên trên đây không. Đòi hỏi bỏ lá cờ sao vàng có là giả tâm tôn vinh quyền lực của Giáo hội La Mã, tức Đế quốc Vatican, một thế lực mà nhân dân thế giới đều ghê tởm và thù ghét đến tận xương tủy. Đây là sự thật. Sự thật này đều được sách sử hay các bậc trí giả ghi lại rõ ràng và đã được trình bày sơ lược
trong phần cuối của chương dẫn nhập và đầy đủ trong phần thứ 7 của bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. B. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là sản phẩm của Liên minh Đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican. Lá cờ này được cho ra đời vào ngày 5 tháng 6 năm 1948 cùng với giải pháp Bảo Đại. Giải pháp Bảo Đại là do thủ tướng chủ trương của Vatican, được công khai hóa bởi lời tuyên bố vào ngày 28 tháng 12 năm 1945 của viên khảng sứ đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Hà Nội là Tổng giám mục Anthony Rapper. Sự kiện này được sách Việt Nam niên biểu 1939-1975, tập A 1939-1936 ghi nhận với nguyên văn như sau: Ngày 28 tháng 12 năm 1945, Huế, Tổng giám mục Antonio Rapier đại diện Roma tuyên bố: Gia đình Bảo Đại là gia đình thân pháp bậc nhất trong dân chúng, và theo ý ông ta nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9 tháng 3 năm 1945. Rapier cũng đưa ra giải pháp là có thể sau đó sẽ cho Bảo Long lên kế vị và Nam Phương làm giám quốc phụ chính. Có lẽ vì có sự giằng co giữa một bên là phe bảo thủ thân giáo hội và một bên là phe cấp tiến luôn luôn có sự lập trường chống giáo hội, và vì hoàn cảnh thời cuộc cho nên mãi tới trước khi rời Sài Gòn trở về Pháp vào ngày 15 tháng 3 năm 1947, cựu linh mục Jacques Thier Angelio, người của Vatican lúc đó đang nắm giữ chức vụ cao ủy Đông Dương, mới có cơ hội công khai đưa ra đề nghị dùng giải pháp Bảo Đại và giao việc làm này cho người kế nhiệm là Edlemy Bonlatzer ngày 15 tháng 3 năm 1947. Tháng 10 năm 1948 tiến hành sử dụng Bảo Đại, có nghĩa là dùng ông Bảo Đại thuộc dòng chính thống của nhà Nguyễn làm lãnh tụ và dùng những người Việt có tiếng tăm trong nhóm thiểu số phong kiến phản động, và phần lớn là bọn cụ quan lại trong thời Bảo Hộ đang bất mãn với mặt trận Việt Minh, để thành lập một chính quyền làm tay sai cho cả Vatican và Pháp. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng, sách Việt Nam History, The Command and Option on the Major War Crisis viết: Sau khi chiến tranh bùng nổ trên toàn lãnh thổ Đông Dương vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, trong một gấp thư gửi chính quyền Pháp cao ủy Đông Dương đề nghị đưa Bảo Đại trở lại ngai vàng, chúng ta thấy đề nghị này rất ăn khớp với lời tuyên bố của vị khâm sứ của Tòa Thánh Vatican tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 12 năm 1945 như đã nói ở trên. Trở lại vấn đề liên minh giặc đưa lên tên Việt Giang Bảo Đại trở lại ngai vàng, sách Việt Nam A Politica Con History cũng viết: Từ khi tách rời khỏi Việt Minh vào ngày tháng 3 năm 1946, Bảo Đại trú ngụ ở Hồng Kông. Vào tháng 1 năm 1947, viên đặc sứ của Argenlio cho ông ta hay là người Pháp có một kế hoạch dùng ông để chống lại Việt Minh. Rồi từ đó, đặc biệt là từ khi Bonlager đến Sài Gòn nhận chức cao ủy Đông Dương vào ngày 15 tháng 3 năm 1947, sứ giả của cao ủy Bonlatier là bọn Việt Giang cũ, bọn cụ quan lại làm tay sai cho Liên minh Pháp Vatican trong thời năm 1884 và 1945. Tới tấp đến Hồng Kông để đưa tin và tiếp xúc với Bảo Đại. Tuy rằng đề nghị này được khởi tiến vào tháng 1 năm 1947, nhưng nó phải trải qua một thời kỳ bàn luận giữa Vatican và Pháp, và thời kỳ cho người đi móc nối với ông Gia Tô Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy Bảo Đại lúc bấy giờ đang lưu trú ở Hồng Kông. Sau một thời gian cò cưa cả giữa sứ giả Khâu Xuyên và Liên minh Pháp Thánh Pháp Vatican và Bảo Đại tới cuối tháng 5 năm 1948 thì mọi việc coi như đã xong xuôi. Tuy là đã xong xuôi
nhưng Liên minh Thánh Pháp Vatican cũng vẫn không thể lôi cuốn được những người có uy tín với nhân dân và bất mãn với mặt trận Việt Minh để thành lập một chính quyền cho giải pháp bảo đại này. Những người có uy tín hay có thành tích cách mạng chống Liên minh Pháp Thánh Vatican trước tháng 8 năm 1945 như các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Trường Tam, Nhượng Tống, Nguyễn Tiến Hỷ, vân vân đều lánh xa không tham dự. Trong khi đó, tình hình chiến sự ở Đông Dương càng ngày càng trở nên bất lợi cho Liên minh Thánh xâm lăng Pháp Vatican. Vì tình huống này, Vatican và Pháp mới hối hả đồng thuận tiến biến chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ thành chính phủ quốc gia. Và toàn bộ nội các gồm toàn những người hoặc là mang quốc tịch Pháp, hoặc là mang quốc tịch Vatican, hoặc là người trong giới quan lại trong thời trăm năm nô lệ giặc Tây như các ông Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Phan Văn Giáo, Nghiêm Xuân Thiện, Nguyễn Hữu Trí, Đặng Văn Trí, vân vân, và cho ra mắt vào ngày 5 tháng 6 năm 1948 danh xưng quốc gia hay quốc gia Việt Nam. Các bạn nên nhớ là cái tên mà quốc gia hay cộng sản là ra mắt vào ngày 5 tháng 6 năm 1948 nha. Mình bây giờ mình mới nhớ nè, đọc lại mới nhớ chứ đó học sử không nhớ nổi. Sự kiện này được ông Lê Xuân Khoa ghi lại trong cuốn Việt Nam năm 1945-1995 tập 1 với nguyên văn như sau. Danh hiệu quốc gia Việt Nam được sử dụng từ ngày 5 tháng 6 năm 1948 sau khi cao ủy Pháp tại Đông Dương Emily Bonlater và Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Nguyễn Văn Xuân ký bản thông cáo chung tại Vịnh Hạ Long nhìn nhận nền độc lập của Việt Nam. Cũng từ ngày này, những cụm từ quốc gia Việt Nam, chính quyền quốc gia và người Việt quốc gia đã trở thành những cái phao cho bọn Việt gian bán nước cho Liên minh Pháp Vatican bám lấy và dùng làm bức bình phong che đậy cho những việc làm phản dân hại nước của chúng. Đồng thời, những cán bộ tuyên truyền của giáo hội La Mã dồn hết nỗ lực để tô son điểm phấn cho những cái mà họ gọi là chính quyền quốc gia, chính nghĩa quốc gia và người Việt quốc gia, với giả tâm làm cho những người ít học và kém thông minh lầm tưởng rằng những thằng Việt gian đang đứng trong hàng ngũ Liên minh Pháp Vatican. Cũng như trong chính quyền bù nhìn bảo đại trên đây là những người Việt gốc quốc gia yêu nước chiến đấu cho chính quyền quốc gia chứ không phải là chiến đấu cho liên minh thực dân xâm lược Pháp Vatican. Nhìn vào thành phần trong cái chính phủ quốc gia do Liên minh Thánh Vatican Pháp Vatican nặng ra này và bản chất này làm tay sai cho Vatican của nó, các nhà sử học thấy nó giống y như chính phủ của vua Louis thứ 18 năm 1814 năm 1824 được Liên minh Thánh Vatican Anh Nga Áo Phổ nặng ra vào năm 1814 khi chính quyền của hoàng đế Napoleon 1802 năm 1814. Liên minh Thánh này đánh bại. Kể từ đó, ngày 5 tháng 6 năm 1948 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhờ đã cấu kết chặt chẽ với Pháp và với Hoa Kỳ, giáo hội La Mã đã có thể đưa mấy tín đồ gia to đáng tin cậy nhất lên nắm quyền lãnh đạo chính quyền bù nhìn và chọn Sài Gòn làm thủ đô để lạc dẫn nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới, và cũng là để trút bỏ được cái gánh nặng mặc cảm tội ác làm Việt gian bán nước cho Vatican và cho Pháp. Trong tâm tư tín đồ gia tô người Việt giống như tâm tư Tôn Thọ Trường, Vatican ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền sử dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông, đài phát thanh, báo chí, truyền đơn và rí tai trong xóm đạo rầm rộ mọi chiến dịch đại quy mô để đánh bóng bằng cách dán nhãn hiệu chính quyền quốc gia cho chính quyền bù nhìn này và dán cái nhãn hiệu những người quốc gia yêu nước chân chính cho những tên gia tô Việt gia nắm giữ những chức vụ lớn trong cái chính quyền bù nhìn này.
Tiếp theo đó, linh mục Trần Hữu Thanh được lệnh chế ra họa kiểu lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm tiêu biểu cho chính nghĩa quốc gia, rồi cưỡng bài tiếng gọi thanh niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước làm quốc ca. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ cả giải pháp bảo đại và lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng với những cụm từ người Việt quốc gia với chính quyền quốc gia, chiến đấu cho chính nghĩa. Các bạn lưu ý cái phần cái lá cờ vàng ba sọc là linh mục Trần Hữu Thanh được lệnh chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm tiêu biểu cho chính nghĩa quốc gia. Nếu các bạn thấy lá cờ vàng ba sọc này thì các bạn sẽ nghĩ đến linh mục Trần Hữu Thanh, người đã vẽ ra lá cờ, đã họa vẽ ra lá cờ vàng ba sọc, nhớ nha. Và hôm nay đã động tới đất nước Mỹ, và chắc mấy người đó cũng đang bị điều tra, có thể bị bắt một số. Thì năm 2021 mới xong đất đầu tiên mà đã có xảy ra những cái sự cố đáng buồn cho người phản quốc. Xin chia buồn cùng những tên phản quốc và những tên cờ vàng ba sọc. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ cả giải pháp bảo đại và lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng với những cụm từ người Việt quốc gia với chính quyền quốc gia, chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia. Dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ đều là những màn kịch do bàn tay phù thủy của Vatican tạo đạo diễn cả. Mục đích của những màn kịch này là khuất cho nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô, người Việt và bọn phong kiến phản động và bọn lưu manh xu thời đón gió cái áo người Việt quốc gia tranh đấu cho quyền lợi quốc gia Việt Nam, để cho chúng bớt đi cái mặc cảm và làm việc gian bán nước cho Pháp và Vatican. Để từ đó Vatican ra lệnh cho bộ máy truyền và tuyên truyền và tín đồ Gia Tô người Việt khu chiên giống trống bổ vỏ cho mấy màn kịch này. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tập đoàn cứ điểm tại Điện Biên phủ của Liên minh Pháp Vatican bị thảm bại, khiến cho chính quyền Pháp phải thương thuyết nghiêm chỉnh với chính quyền kháng chiến Việt Nam tại hội nghị Geneva công nhận chủ quyền nền độc lập của dân tộc Việt Nam và rút quân về Pháp. Nhưng biến cố lịch sử này khiến cho Liên minh Pháp Vatican tan vỡ. Pháp bỏ cuộc rút lui khỏi Việt Nam, nhưng Tòa Thánh Vatican không bỏ cuộc, là một thế lực chính trị đã từng lăn lộn trên chính trường Âu Châu và trên vũ đài thế giới trong gần 2.000 năm trời. Cho nên ngay từ khi Mao Trạch Đông và cả Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ toàn thể lục địa Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, Vatican đã tiên liệu là Pháp sẽ không còn có khả năng tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tái chiếm Đông Dương, và sớm muộn rồi cũng phải bỏ cuộc rút quân khỏi Đông Dương. Biết cỡ như vậy, Vatican mới ra lệnh cho giám mục Ngô Đình Thục dẫn ông Gia Tô Ngô Đình Diệm sang Mỹ trao hồng y cho Francis Feldman với nhiệm vụ phải tích cực vận động các nhân vật có thế lực trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ, làm áp lực với chính quyền Pháp và quốc trưởng Bảo Đại bằng tiền viện trợ để đưa ông ta về Việt Nam cầm quyền và tay sai cho cả Mỹ và Vatican. Rốt cuộc vào mùa xuân năm 1954, khi các trận đánh giữa quân đội kháng chiến Việt Nam và quân đội viễn chinh Liên minh Pháp Vatican đang diễn ra ác liệt tại Điện Biên Phủ, thì Liên minh Mỹ Vatican thành hình. Và vào cuối tháng 6 năm 1954, ông Gia Tô Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về Việt Nam cầm quyền đúng như ý muốn của Tòa Thánh Vatican. Tháng 4 năm 1975, Hoa Kỳ cuốn gói ra đi khỏi Việt Nam, và quyền lực của Vatican ở Việt Nam cũng không còn nữa. Cũng vì thế mà màn kịch chính quyền quốc gia cũng được hạ màn. Thế nhưng Vatican vẫn còn cố đấm ăn xôi, vẫn còn tiếp tục sử dụng nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô người Việt để thi hành sách lược quầy cho ao nước Việt Nam đục ngầu lên để thả cầu. Vì lẽ này, Vatican mới ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền hâm nóng lại các màn kịch chính nghĩa quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ
Cũng vì thế mà từ đầu thập niên 1980, chúng ta thấy tại Âu Châu và Bắc Mỹ, bọn người mang bản chất vong bản, phản dân tộc, phản quốc này cấu kết cùng với bọn người vong bản đã được Liên minh Mỹ Vatican ưu đãi trong những năm 1954, năm 1975. Và bọn lưu manh xu thời đón gió hợp với nhau để diễn trò hề, đòi bỏ lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ. Giả tâm thâm độc của việc làm bất nghĩa này của giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô, người Việt là xóa bỏ hết những chiến công anh hùng trên đây của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước dưới quyền lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. Và cũng là để cho các thế hệ mai này không còn nhớ đến những vết nhơ về những trận núi tội ác của Vatican và tín đồ Gia Tô, người Việt đã chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1784 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho đến ngày nay vẫn còn tiếp tục. Đọc lịch sử ai cũng biết rằng tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt trở thành hạng người mang nặng đặc tính phong bản phản quốc, thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Những người Việt phong bản này đã trở thành những đạo quân thứ năm nằm vùng trong các xóm đạo, những tên lính Partisan Commando đánh thuê và những tên tay sai đắc lực cho liên minh giặc Pháp Vatican. Trong những đợt tấn công đánh chiếm đất nước, nhóm thiểu số thà mất nước chứ không thà mất Chúa và bọn người lưu manh xu thời đón gió này luôn luôn có những nguyện vọng, suy tư, thái độ và hành động đi ngược với nguyện vọng, suy tư, thái độ và hành động của đại khối đại đoàn kết nhân dân theo tam giáo cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Mục thứ 10, nhiều thiểu số tín đồ Gia Tô người Việt đã hành xử như thế nào đối với cộng đồng dân tộc. Từ năm 1858 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Đây cũng là thời kỳ đau thương, buồn thảm nhất của tổ quốc. Quốc gia hương vong, thất phu, hữu trách. Trong thời kỳ đau thương này, có hàng triệu người con thân thương của đất nước qua thế hệ này đến thế hệ khác, lớp lớp người đi quyết tâm lên đường làm nghĩa vụ đối với quê hương, đánh đuổi quân cướp ngoại thù, đòi lại núi sông cho dân tộc. Cũng trong thời kỳ này, nhóm người tín đồ Gia Tô đã tỏ ra vô cùng sung sướng và hết sức hồ hởi, triệt để tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên, nhảy ra tích cực tiếp tay cho quân cướp xâm lăng, vừa để thỏa mãn lòng tham lam vị kỷ để hèn đê hèn, vừa để cho vinh thân phi gia, vừa để phục vụ cho tòa thánh Vatican trong sứ mạng mở mang Đức Chúa. Vấn đề này sẽ được trình bày rõ ràng và đầy đủ ở nơi chương thứ 7 ở sau. Tình trạng này đã gây nên một mà sự hoàn toàn trái ngược về tư duy, thái độ, hành động cũng như về quan điểm về sự tồn vong của đất nước và dân tộc. Dưới một bên là tuyệt đại đa số nhân dân theo nền đạo lý tam giáo cổ truyền, còn một bên là nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô. Những khi đại khối đại đoàn kết nhân dân và hân hoan đón mừng những ngày vui của đất nước thì họ, nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô, coi như ngày vui dân tộc này như là một ngày buồn thảm nhất đối với họ. Đó là những ngày 1. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, đây là ngày toàn dân ta quyết tâm vùng lên phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi quân cướp xâm lăng để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. 2. Ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Vào ngày này năm 1945, chính quyền Việt Minh tuyên bố với nhân dân thế giới biết rằng kể từ ngày đó, nhân dân nước Việt Nam đã hoàn thành sứ mạng đánh đuổi giặc Nhật xâm lăng, giành bại chủ quyền độc lập cho dân tộc và cương quyết chống lại liên minh Pháp Vatican xâm lược để bảo vệ nền độc lập của dân tộc vừa mới giành lại được. Đối với dân tộc Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 giống như ngày 4 tháng 7 năm 1776 của dân tộc Hoa Kỳ. Ngày mà dân tộc Hoa Kỳ lớn tiếng tuyên bố cho nhân thế giới biết rằng nhân dân Hiệp Chủng Quốc Bắc Mỹ đã giành lại chủ quyền độc lập, không còn bị lệ thuộc đế quốc Anh nữa. Và giống như ngày 14 tháng 7 năm 1789 của dân tộc Pháp,
Vào ngày này, nhân dân Pháp vùng lên đạp đổ chế độ đạo phiệt Gia Tô Louis thứ 16 tay sai của Vatican và ban hành những biện pháp tịch thu tài sản của giáo hội La Mã, tước bỏ tất cả những đặc quyền mà giáo hội đã được các chế độ cũ ưu đãi và ban hành hiến chương dân sự cho giới tu sĩ Gia Tô. Đòi hỏi giới người này phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp chứ không phải trung thành với giáo hoàng hay tòa thánh Vatican. 3. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày quân dân ta đại thắng liên quân xâm lược Pháp Vatican tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, khiến cho liên binh Pháp Vatican phải tan rã và đế quốc Pháp phải công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam rồi cuốn gói ra đi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đại chiến thắng của dân tộc Việt Nam khiến cho liên minh Mỹ Vatican phải tan rã, Mỹ phải cuốn gói ra đi. Nhiên hậu quyền lực của Vatican ở Việt Nam cũng không còn nữa và chính quyền cách mạng trút bỏ hết những đặc quyền đặc lợi của giáo hội La Mã, giống như chính quyền cách mạng Pháp năm 1789 và cách mạng Ý năm 1870 đã làm đối với giáo hội La Mã. Cũng nên biết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo gương chính quyền cách mạng Pháp năm 1789, chính quyền cách mạng Việt Nam ban hành biện pháp quốc hữu hóa khối đà khối bất động sản tích xù của giáo hội ở Việt Nam, vì rằng khối tài sản này là do giáo hội đã ăn cướp được của nhân dân ta từ năm 1862 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thi hành biện pháp này, chính quyền Việt Nam chỉ là xử lý một vấn đề lịch sử theo nguyên tắc pháp lý, trả lại cho Cassay cái gì của Cassay. Cũng nên biết rằng sau tháng 7 năm 1954, Hoa Kỳ đã ra lệnh cho chính quyền Tây Sai Ngô Đình Diệm phải thi hành chương trình cải cách điền địa bằng cách trút hữu ruộng đất, mua lại theo thời giá của điền chủ để bán chịu dài hạn cho nông dân. Người mua ruộng phải trả cho điền chủ 10% số tiền bằng chi phiếu, còn lại 90% trả bằng trái phiếu trong 12 năm, 12 lần. Mục đích của chương trình này là để cho san bằng bất công về kinh tế trong nông thôn. Hoa Kỳ cho chính phủ vay tiền lập ngân hàng riêng để cho những người mua ruộng có thể vay tiền trả cho điền chủ. Nhưng vì giáo hội La Mã ở hậu trường sân khấu chính trị đạo diễn, chính quyền Ngô Đình Diệm đã lương lẹo chỉ tiến hành chương trình này sao cho có lợi cho giới điền chủ, mà hầu hết là những thành phần đã cộng tác chặt chẽ với liên minh Pháp Vatican trong những năm 1858 năm 1954, đặc biệt là khối ruộng đất vĩ đại 370.000 mẫu Anh của giáo hội La Mã không hề rời tới. Sự kiện này được sử gia Joseph Butinger ghi lại như sau: hơn nữa, hàng trăm ngàn anh em nông dân được Sở Nông nghiệp Tín dụng giúp đỡ bằng cách cho vay tiền làm vốn mà trước kia họ phải vay của bọn chủ nợ tư nhân với giá cắt cổ. Nhưng vì không có đại diện thực sự của họ, cho nên đại khối nông dân ở nông thôn vẫn tiếp tục là nạn nhân bị bóc lột của giới địa chủ và viên chức chính quyền. Giá nộp tô hợp pháp được quy định là 25%, mà hầu như khắp nơi không có ai quan tâm hay để ý tới, vì rằng tá điền thường cho là nếu không phải không quá 30% là may mắn lắm rồi. Ngay cả những năm sau năm 1960, khi mặt trận giải phóng miền Nam phát động cuộc chiến chống lại chính quyền miền Nam, là lúc tranh giành lòng dân, lôi kéo nhân dân về phía mình, mà tình trạng này vẫn như vậy. Các ông địa chủ có quân lính ở trại ở lại các vùng do Việt Minh kiểm soát trước đó để đòi nông dân phải nộp tô cho họ với giá cao hơn chính quyền ấn định. Chỉ có sự đồng thuận hay tiếp tay của chính quyền thì giới địa chủ mới làm được như vậy. Anh em nông dân bất mãn vì không được quyền chiếm hữu những đất đai không có chủ mà chính họ đã liên tục canh tác cho đến lúc đó. Đây là sự thật, ngay cả với 43.000 giáo dân bất kỳ đến định cư ở cái sắn cũng chống lại những khế ước
và chính sách nộp tô như vậy. Tức là lúc đó chính quyền đã cắt giảm tiền trợ cấp định cư cho họ. Việc thi hành chương trình cải cách điền địa một cách vụn vặt và chấp phá trong một phạm vi hạn hẹp như vậy đã gây ra tai hại cho việc cải tiến về chính trị của đất nước. Sự kiện này cũng cho chúng ta thấy rõ những lời cao rao rằng chế độ của Ngô Đình Diệm là một chế độ cách mạng chỉ là những lời tuyên truyền giả dối rỗng tuếch. Ông Diệm không có khả năng nhận thức được rằng cuộc cách mạng quốc gia chỉ là có thể hoàn thành được vào khi mà tất cả những tàn dư của chế độ thuộc địa cũ đã bị quét sạch. Và bằng những chương trình cách mạng cấp tiến về xã hội và kinh tế đối với đại khối đại đoàn nông dân trong thời chế độ thực dân thuộc địa, giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột họ là một sự thật. Vì thế cho nên chỉ khi nào chế độ thực dân thuộc địa bị xóa bỏ thì khi đó mới có thể chấm dứt được chế độ địa chủ bóc lột giai cấp nông dân. Trong thực tế, vì không bị loại bỏ bởi chương trình cải cách điền địa, giai cấp địa chủ đã từng cấu kết với chế độ thực dân thuộc địa trong nhiều thập niên, đã thành công trong việc đòi lại những quyền lợi của họ trong thời chế độ Diệm. Tối đa đại đa số 6.300 địa chủ, đa số là những địa chủ vắng mặt, chiếm hữu 45% ruộng lúa ở miền Nam. Đại đa số những địa chủ này không bị ảnh hưởng bởi chương trình cải cách điền địa của chính phủ, vì rằng họ chỉ làm chủ vào khoảng 300 mẫu, giới hạn mà luật lệ nhà nước quy định cho phép được giữ lại, không bị truất hữu. Tuy nhiên, ngay cả trong số 2.500 địa chủ chiếm hữu 40% ruộng lúa ở miền Nam cho tới cuối năm 1962, cũng chỉ có 1.584 địa chủ bị truất hữu một phần ruộng đất của họ mà thôi. Ruộng đất do giáo hội La Mã làm chủ ước lượng vào khoảng 370.000 mẫu không hề bị đụng tới. Vấn đề này đã được trình bày khá đầy đủ trong một phần thứ 6, mục 21 với tựa đề là Bảo quản tài sản của Vatican và kinh tài bất chính của chế độ đạo Việt gia tôn Ngô Đình Diệm. Có thể vì giáo hội La Mã tức Vatican đã mất hết quyền lực và mất hết đặc quyền đặc lợi ở Việt Nam, cho nên tín đồ gia tôn người Việt mới gọi những ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mất nước, ngày quốc nhục, và gọi những ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 5 năm 1954 là những ngày buồn thảm đau thương, cũng như ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ tự coi như là những người mất nước. Chúng ta có thể thấy rõ tình trạng này qua những sách báo và các ban nhạc do các trung tâm sản xuất băng đĩa do những tín đồ gia tô người Việt làm chủ hay điều hành, thí dụ như băng nhạc Asia và Paribanai, May Production, vân vân. Tình trạng này cũng thể hiện ra trong những ngôn từ họ sử dụng khi nói chuyện với nhau. Nếu để ý đến những từ ngữ họ sử dụng như dân chủ, tự do tôn giáo, lòng ái quốc, mất nước, Việt gian, vân vân, rồi theo dõi các cung các hành xử của họ để kiểm chứng, chúng ta sẽ thấy tất cả đều bị chúng cưỡng bỏ, cưỡng từ đoạt lý. Nghĩa là họ sử dụng những từ ngữ này một cách trái ngược hẳn với những định nghĩa trong từ điển, trái ngược với truyền thống của dân tộc, trái ngược với ngôn ngữ của xã hội loài người, và trái ngược với cung cách hành xử của chính họ, nhưng lại rất thích hợp và rất đúng với xã hội con chiên hay con cừu của họ. Bằng chứng là Việt Nam đã hoàn thành độc lập, chính quyền do người Việt Nam lãnh đạo, Việt Nam có chỗ ngồi trong Liên Hiệp Quốc, sánh vai cùng với gần 200 quốc gia hội viên trong tổ chức này. Ấy thế mà họ vẫn cho rằng mất nước. Trong cuốn băng Paribanai 90, ông MC Nguyễn Ngọc Ngạc, một tri thức gia tô, vừa là nhà văn vừa là nhà giáo mà vẫn dùng từ mất nước giống y như những người ít học hay vô học thường sử dụng. B. Họ gọi những người suốt đời hy sinh cho đại cuộc đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, và những người chiến đấu cho đại cuộc thống nhất đất nước trong những năm 1954 năm 1975 là Việt gian. Họ tôn vinh thần phản thần
Tam Đại Việt Giang Gia Tô Ngô Đình Diệm lên là chí sĩ yêu nước, là nhà ái quốc đã chết vì dân Gia Tô. Bất kể là những nhà viết sử thế giới đều gọi nó là thằng bù nhìn, làm tay sai cho liên minh Mỹ Vatican. Bất kể là sử gia Nigel Cawthorne đã chính thức ghi nhận thằng Tam Đại Việt Giang là họ Ngô này là một mà trong 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại, trong tác phẩm Tyrant History 100 sản xuất năm 2004 của ông. C. Giáo hội và tín đồ Gia Tô của giáo hội vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tôn giáo, cho tự do tôn giáo, nhưng nếu có một người nào thuộc một tôn giáo khác muốn thành hôn với người yêu là tín đồ Gia Tô thì người đó lập tức bị đòi hỏi phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình, phải đi học giáo lý, phải làm lễ rửa tội theo đạo rồi mới được làm lễ thành hôn ở nhà thờ. Cũng vì thế mà bà Ngọc Tuyết Tiên đã phải ngạn ngào nói ra trong buổi hội thảo liên tôn Việt Mỹ được tổ chức tại San Jose, California vào ngày 15 tháng 10 năm 1994. Bà nói: "Tôi rất đau buồn suốt mấy chục năm qua khi thấy những mối tình duyên bất thành giữa nhiều đôi trẻ. Phần lớn là do cha mẹ Thiên Chúa giáo quá khắt khe, buộc dâu rể theo các đạo khác phải đi nhà thờ rửa tội xưng tội. Đã có nhiều trường hợp đôi bạn trẻ phải ly dị hoặc quyên sinh." D. Giáo hội và tín đồ Gia Tô của giáo hội vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho nhân quyền. Nhưng vào tháng 8 năm 2001, chính giáo hoàng John Paul đệ nhị lại cưỡng bách giám mục Emmanuel Milongo 71 tuổi phải từ bỏ bà vợ Maria Sung 43 tuổi mới cưới đã được gần 3 tháng. Dù rằng đã có làm lễ rước trước bàn thờ Chúa Giêsu trong một ngôi giáo đường ở một hệ phái Tin Lành sẽ được trình bày đầy đủ ở dưới. Giáo hội và tín đồ Gia Tô của giáo hội phần lớn tiếng cao rao tranh đấu cho sự tự do dân chủ, nhưng chính bản thân giáo hội La Mã mà cơ quan đầu não là Tòa Thánh Vatican, tức Quốc gia Vatican, tại lại theo chế độ tăng lữ quân chủ chuyên chính toàn trị, một chế độ cực kỳ chuyên chế, cực kỳ phong kiến và vô cùng lạc hậu. F. Giáo hội và tín đồ Gia Tô cũng của giáo hội phần lớn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho sự tự do dân chủ, nhưng tín đồ Gia Tô người Việt ở Bắc Mỹ không bao giờ tôn trọng quyền tự do tin tưởng, tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến với họ. Họ sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông như giấy báo, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, rỉ tai và tụ tập với nhau thành đám đông kéo đến trước cơ sở làm ăn của nạn nhân để khủng bố tinh thần, để chửi bới, vu khống, xỉ vả và soi mói vào đời tư của các tác giả có tác phẩm nói lên những sự thật trong lịch sử, trong đó có những sự thật về những việc làm đại gian đại ác của giáo hội trong gần 2.000 năm qua, hay những sự thật về các chế độ đạo Việt Gia Tô tay sai của giáo hội. Cũng vì thế mà tất cả anh em trong nhóm giao điểm đã trở thành những nạn nhân của họ từ giữa thập niên 1990 cho đến nay. Họ cũng hành động thô bạo, ngạo ngược, lỗ mãn, đê tiện và bỉ ổi như vậy đối với các tờ báo có chủ trương thông tin và ghi nghị luận trung thực phản ảnh đúng theo lương tâm của nhà báo trong một quốc gia theo chế độ tự do dân chủ như ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Nạn nhân gần đây nhất của họ là tờ Việt Quarterly ở Westminster, California từ tháng 7 năm 2007 cho đến nay sẽ được trình bày đầy đủ hơn ở trong chương 7 ở dưới. Tạm kể sơ sơ 5 trường hợp mà điển hình trên đây để quý vị thấy rõ là giáo hội La Mã và tín đồ của giáo hội La Mã có bản chất ăn nói và hành động ngược ngạo, nói một đàng là một nẻo. Mình xin tạm dừng chút xíu. Các bạn theo Phật giáo hay là Đạo giáo, Khổng giáo hay là Đạo Lương, nếu các bạn mà có phải lòng với con chiên nhà thờ thì các bạn cứ mạnh dạn yêu và đi nhà thờ làm lễ rửa tội, cũng giống y như là
mình rắp tâm mình theo đạo. Nói với quý vị các bạn, đừng có sợ là mang tội đối với Chúa, nó không có, nó toàn là bịa đặt, nó là xạo không à, nó không có. Cho nên các bạn có thề thốt chẳng hạn, các bạn thề thốt mà có những gì linh thiêng tôi chịu hết cho, cứ cưới vợ sinh con đẻ cái, còn đi nhà thờ không là quyền của các bạn, muốn ly dị cho ly dị, cho nó ôm con nó nuôi. Còn các bạn gái mà lỡ phải lòng những trai cha đạo, những trai những cái tên mà theo đạo Công giáo, thì các bạn cứ đi nhà thờ, cứ làm lễ, cứ làm giống như là mình ăn năn, mình thành tâm đối với họ vậy. Nhưng mà sau khi các bạn lấy ra rồi, lấy quyền lợi là các bạn phải theo đạo Phật, nếu không theo thì không cho đồng phòng, không cho làm gì hết đó. Và các bạn cứ tỏ ra cái thái độ hóc búa gây go thế nào, chuyển hóa được họ đi về, mình phải đưa ra những luận điểm, những cái bằng chứng thực thể nhất cho họ đọc, cho họ hiểu, khai sáng cho thằng chồng của mình hoặc thằng bồ của mình, cho nó sáng mắt ra. Chứ đừng có nên rằng là lầm đuối lũi vì yêu mà mù quáng luôn đâu. Yêu là cũng phải là sáng suốt hiểu biết, chứ không phải yêu là cấm đầu cổ vô yêu rồi nói sao nghe vậy đâu. Cho nên các bạn hãy nên cố gắng làm những cái gì mà nó đúng tinh thần của cái người yêu đất nước Việt Nam và đúng tinh thần dân tộc Việt Nam, tự tôn dân tộc. Chứ đừng bao giờ biến một con người Việt Nam thành những kẻ nô lệ của Vatican, hoặc là nô lệ của Kitô giáo, hoặc là nô lệ với Chúa Giêsu. Cái đó, mấy ông đó nó có liên hệ gì đến Việt Nam đâu. Toàn quân cướp nước là uy hiếp rồi. Nếu mà mình nói theo quan điểm mình ngày xưa, nếu mà mình làm chính phủ là mình dẹp hết, tên nào có nhà thờ là dẹp hết, tên nào theo đạo thì dẹp hết. Nên mình không gì sử dụng cái từ sát, nhưng là mình là dẹp hết. Nếu muốn sống thì hãy làm người Việt Nam, bỏ hết. Chứ còn mà để nó bành trướng đến ngày nay nó loạn hết. Cho nên thấy được cái hậu quả đó. Bây giờ thấy cái hậu quả, lâu lâu nó rộ lên một tin đồn chính quyền cúp đánh dân, chính quyền là cướp nhà thờ, chính quyền là không có tự do tôn giáo, chính quyền là hà hiếp dân, lương lẹo lưu manh. Rồi tiếp tục. Tạm kể sơ năm 6 nào. Qua những hành động ngược ngạo này của giáo hội và của tín đồ Gia Tô, cuồng tín người Việt, chúng ta có thể đi đến kết luận: đừng tin những gì Vatican và tín đồ Gia Tô nói, hãy nhìn những gì Vatican và tín đồ Gia Tô làm. Nhảy theo lời tuyên bố của một nhân vật trong chính quyền miền Nam trong những năm đầu của thập niên 1970. Đó là kết thúc cái phần mình vừa làm xong. Trong quá trình đọc thì nó cũng giống như nói gì các bạn, chứ mình đọc giống như mấy cái bài trước thì nó cũng không có gì mới. Cho nên mình có nhiều cách đọc, nhiều cách nói, hoặc là nhiều cách tập làm lên cho người ta tức. Như các bạn thì cứ quan trọng là các bạn tìm hiểu được cái lịch sử của Việt Nam, hoặc là lịch sử của Công giáo nó như thế nào. Chứ đừng có quan trọng vấn đề là cách đọc hay là diễn đạt. Thì mình không phải là người chuyên nghiệp, mình là nghiệp dư, muốn truyền tải những cái thông tin hữu ích đến cho những cái người chưa biết gì về lịch sử Việt Nam, cũng như giai thoại hào hùng của người Việt Nam mình, của những như của cụ Hồ, rồi những sự tàn độc chính quyền bù nhìn của vua Bảo Đại, rồi sự liên kết liên minh Pháp Vatican, Mỹ Vatican, hai cuộc kháng chiến đó. Thì bây giờ nó còn sót lại là nhà thờ, các bạn nhìn thấy đó, các bạn biết rồi, nhà thờ Thiên Chúa giáo có đầy khắp đất nước Việt Nam mình, nó càng bành trướng ra hơn, lấn chiếm hơn. Bây giờ đậm tới nó đi, nó la làng lên. Tại sao ngày xưa ông cha ta không dẹp luôn nó cho nó khỏe? Mình rất hối hận, rất tiếc, không phải thời của mình. Nếu thời của mình nắm binh quyền là mình sẽ dẹp, vì nó nguy hại là từ lâu lắm rồi mà không ai thấy, hoặc thấy nhưng mà có một cái mục đích gì đó để kìm kẹp những cái tôn giáo khác, hoặc là kìm kẹp người dân có chỗ tín ngưỡng
vì thương cái con người Việt Nam, máu cùng đỏ, da cùng vàng. Thì những bọn là nó bị nó nhồi sọ lâu quá thì cũng là người da vàng, máu cùng đỏ, chứ đâu phải nó là mắt xanh mũi lỏ đâu. Mình dẹp nó vì nghĩ cái chỗ cái tình người đó. Nhưng mà họ đến ngày hôm nay là nguy hại như thế. Rồi, xin chào các bạn, hẹn clip sau làm tiếp tục. Thank you.